thì chúng ta sẽ nhìn thấy sáu cái mố này, nó hình như sáu cái chiếc, sáu cái miếng bánh á, đây này, mọi người thấy con chuột của tôi nó đang dê cho sáu cái bánh này, thì nó gọi là sáu cõi. Nếu mà mình thoát là mình thoát lên thì chúng ta thoát khỏi, đúng không ạ, các cõi là mình được nâng lên. Còn nếu mà mình cuộc đời mình nó tệ quá, nó đi xuống thì cái đó người ta gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực có nghĩa là gì? Tổng việc làm tốt trừ đi tổng việc làm xấu. Nghiệp lực mà chúng ta tăng thì có nghĩa là chúng ta đi lên cõi trên, mà nghiệp lực mà chúng ta mà nó thấp quá thì đi lên cõi dưới. Nào, ứng dụng này. Rồi, vậy thì việc đầu tiên tôi sẽ chia sẻ với mọi người bánh xe cuộc đời trước. Đây là một cái bánh xe đầy đủ nhất của người thầy của tôi. Đây là phiên bản này hầu như các bạn không có đâu. Đó. Phiên bản này của thầy Microsoft. Xin lỗi là đây là một phần không hề dễ mọi người nhé. Cho nên là nếu mà nó hơi khó một chút á, thì mọi người hãy kiên nhẫn nhé mọi người nhé. Nhưng mà hiểu đi rồi mọi người sẽ thấy. Thì chung quy ở đây chúng ta cần hiểu nó có 3 phần ở trong bánh xe cuộc đời này. Và cái 3 phần của nó, nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là chúng ta nhìn cái lõi, bởi vì cái lõi nó là quan trọng. Cái lõi của chúng ta có 3 thứ. Trong cái lõi nó có cái vòng tròn trong cùng á, nó có ba hình ba con vật là hình gì không mọi người có biết không? Chúng ta có ba con đúng không ạ? Thứ nhất đó là con chim bồ câu, chim bồ câu ở trên. Con thứ hai là con rắn và con thứ ba là con heo. Ngày xưa cái hình này vẽ cách đây hơn 2000 năm rồi, cho nên là ngày xưa vẽ con heo mà nó không có giống. Nhưng quan trọng không phải là cái hình, quan trọng là ý nghĩa của cái hình mọi người nhé. Ngày hôm nay mà các bạn hiểu được cái ý nghĩa của cái hình này, sau đó mình ứng dụng vào cái câu chuyện cuộc sống của mình, ứng dụng vào cuộc đời của mình, nó cực kỳ hay. Và chút nữa chúng ta hiểu hiểu chức năng của từng con, và chúng ta phải biết được là làm cách nào để thoát khỏi cái vòng này, thì phải thoát từ cái tọ cái lõi này, lõi ba con này. Thì cái này nó tượng trưng cho tham sân và si, tham sân si đúng không ạ, ba cái độc tố chết người đúng không ạ, và hầu hết trong chúng ta khổ đau nó bắt nguồn từ ba cái con này, và làm cách nào để trị ba con này và làm cách nào để thoát khỏi cái vòng này. Thì sau khi mà ba con này xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy sáu cái mố này, nó hình như sáu cái miếng bánh á, đây này, mọi người thấy con chuột của tôi nó đang dê cho sáu cái bánh này, thì nó gọi là sáu cõi. Nếu mà mình thoát là mình thoát lên thì chúng ta thoát khỏi, đúng không ạ, các cõi là mình được nâng lên. Còn nếu mà mình cuộc đời mình nó tệ quá, nó đi xuống, thì cái đó người ta gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực có nghĩa là gì? Tổng việc làm tốt trừ đi tổng việc làm xấu. Nghiệp lực mà chúng ta tăng thì có nghĩa là chúng ta đi lên cõi trên, mà nghiệp lực mà chúng ta mà nó thấp quá thì đi lên cõi dưới. Nào, ứng dụng này. Tổng việc làm tốt trừ đi tổng việc làm xấu, ứng dụng trong kiếm tiền này. Tổng cái việc mình là giúp cho người khác kiếm được tiền, trừ đi tổng cái việc mình trộm cắp lấy của người khác, lấy cái đó trừ đi. Cái người nào làm việc tốt nhiều hơn việc xấu, thế thì tài chính của họ đi lên. Còn bây giờ đa phần là mình đi lấy của người khác, rất ít cho, thế thì tổng việc làm xấu của mình nhiều hơn, tổng việc làm tốt ít hơn. Thế là nghiệp lực của mình bị âm. Và khi bị âm thì tài chính của mình nó đi xuống. Đấy là ứng dụng trong tài chính. Thứ hai là ứng dụng trong mối quan hệ. Mình lợi dụng người khác này, mình vô ơn với người khác này, mình chỉ trích này, mình nói xấu này, mình ganh tức này, mình nói chung mình tiêu cực với người khác nhiều hơn tích cực, thì mối quan hệ với người đó giảm. Có nghĩa là càng ngày nó càng xa, ghét nhau xa. Còn người nào là mình khen ngợi này, động viên này, rồi gắn kết này, rồi ngưỡng mộ này, thì cái mối quan hệ của mình với người đó càng ngày nó càng gần lại. Bởi vì nghiệp lực của mình với người đó nó bị nó dương thì mình gần họ lại. Cái là cái đầu tiên mà nếu mà chúng ta hiểu ba cái phần này, chút nữa tôi sẽ đi vào chi tiết, đừng lo, đừng lo. Vòng ngoài cùng chúng ta thấy một cái vòng ngoài cùng này, cái vòng tròn ngoài cùng, mọi người thấy con chuột của tôi đang di không ạ? Cái đó nó có 12 cái hình, thì ở trong nhân gian mình gọi là 12 nhân duyên. Đó là một vòng đời từ lúc sinh ra đến lúc chết đi.
và từng vòng đời đó nó được diễn tiến như thế nào. Thế thì kể cả ứng dụng này, tiền nó cũng diễn tiến như thế nào, mối quan hệ nó cũng diễn tiến như thế nào, cơn nghiện nó cũng diễn tiến như thế nào. Ồ, rất thú vị, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta hiểu á, là mà chúng ta ứng dụng á, thì nó sẽ làm cho chúng ta rất rõ nghĩa luôn. À, vậy thì 12 nhân duyên này, 6 cái cung bậc, 6 cái cõi mà mình có thể sống, và trong lõi trong cùng, đó chính là tham sân si. À, cái này được gọi là bánh xe cuộc đời. Và bánh xe cuộc đời này siêu đặc biệt, và sẽ được dạy bởi thầy Gishimakroch. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!